Kính chào các bạn, trong video này kênh Học Cờ Tướng Online xin kính chào các bạn. Ván cờ siêu kinh điển của cờ tướng Trung Quốc đánh trong giải cờ tướng Trung Hoa Quốc Tú Tái năm 2016. Đây là trận cờ bên đỏ đi tiên là chiến thần Vương thứ nhất và người cầm bên đen là tay cờ rất mạnh Thiên Mã Vương Mạnh Thần.吃 吃
吃。 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 you
吃 吃 吃 吃 将军 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 吃 将军 将军
吃。吃。将军。吃。将军。将军。吃。将军。
Chứng chi. Tới hình cờ trên sau phần cờ cho bình dây chiếu và đánh tiếp bằng phần cờ cho thoái tượng về bắt mã. Từ trong bối cảnh trên, bên tiên phải buông cờ xin thua. Bởi các bạn thấy ngay chạy tướng đi tượng bắt mã ngay, hình cờ thua tàn trong bối cảnh đó. Kênh Học của Tướng Online vừa gửi tới các bạn ván đấu trên. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.